Mọi người hôm nay sẽ đi tham quan một cái siêu thị mới mở nha mọi người, siêu thị Gâu. Đây mua mua gì đó luôn nha. Mua cái gì hủ xí cun á. Cái đó là cái gì? Xí cun, xí cun. Xí cun đâu nằm nằm ở đây nè. Đi mua đồ cho mày trước đi. Ờ đi. Biết chỗ bán không? Đây đây. Đây đó. À. Dừng đây lại đi, đây nè. Sicun ở này hả? Ừ. Không có Sicun mà con cưng tao là Sicun. Thực phẩm nước uống á. Nước uống Sicun á. Hai mọi người, hiện tại mình đang đi tham quan siêu thị mới mở gần nhà mình nha mọi người. Siêu thị con cưng, hay là siêu thị Gâu chứ. Mà trong đây nó có cửa hàng là con cưng. Gia cua đi học của bác. Gia cua nó là gì? Cái hủ gia cua đó. Ừ, không biết cái gia gia cua luôn hả chứ. Cái này không có bán hả? Không. Rồi mua gì nữa? Ừ. Đến đi một vòng nó coi đồ, ấy tao mua mà. Cứ quay đi một vòng thôi. Có mua quần áo không? Trời ơi, đi nhà quần áo tôi thấy rồi. Đi chưa, tới gần tới 28 tôi mới mua được. Đó, xinh. Xinh. Nó quay mấy vòng vòng mấy. Xuống dưới kìa. Có dưới nữa kìa. Xuống dưới không? Xuống dưới là đi về đi cô. Hết rồi. Xuống dưới còn mà. Xuống dưới. À, đây không có rồi mẹ ơi. Chắc qua lát qua siêu thị cấp mát mua quá. Cấp mát có không? Tao không biết, nó biết có không nữa. Khu vui chơi ở đâu vậy? Nếu thấy khu vui chơi vậy. Khu vui chơi có mà. Đâu? Đằng đây nè, đi lại chút nữa. Nãy tôi mới thấy luôn á. Ở trên nữa kìa. Đi lên trên không? Đâu? Đó. Ta đang đi á. Chở không? Mua chở được. Hello. Đây quay quay chào. Hello, chào mọi người nha. Anh em mình đang đi siêu thị nha mọi người. Dạ, vui chơi gà. Thấy giảo luôn rồi coi không? Chào chào không? Ba 35 ngàn. Được không mày? Học được. Ha, chơi. Làm cái hả? Tôi đâu biết chơi đâu mà làm. Cái siêu thị này lớn đại ha. Ừ, lớn hơn lớn hơn bên Vũng Tàu luôn. Cấp mát mày nữa mà. Hả? Ủa, lớn hơn siêu thị cấp mát Bà Nghĩa nữa mà. Đây nó nè, đây nó nè. Đây xem thử coi có không. Đi đi đi.
cầm thử đi tìm Sikun hả? Ờ, Sikun, Sikun. Đi. Thôi. Hả? Cái gì vậy? Vô đâu hả? Bên thực phẩm á nha. Hả? Bên thực phẩm á. Bên đây nè. Để tao hỏi cho, mày có việc quay tao hỏi cho. Để tìm nhân viên ra, để tìm nhân viên. Kìa nhân viên kìa. Sikun. Nói. Ngại. Chịu luôn. Có tặng béo cái siêu côn là gì luôn á. Đi tìm đi lát tính. Mà cái đó là cái gì, rau cải hay thuốc hay thực phẩm hay là cái gì? Nước uống, thức uống sữa đó, như sữa chi côn nhá. Sữa chi côn hả? Ừ. Thôi nhớ xíu à. Mày nói tao còn hiểu nó lâu rồi. Bên đây nè, bên vòng bên đây nè. Nó giống như cái này nè, nhưng mà nó xe côn mà nó hụt hủ nó chút xíu à. Hả? Hủ nó có chút xíu à. Mà nó là sữa ngon thì nó đi tìm. Ừ, sữa uống xe côn thì thôi. Đây bên đây nè. Nó bằng hộp hay là... Bằng lon. Lon. Nè, nó giống như vậy nè. Xe côn nè. Ừ, nó giống như vậy đó. Cái này khi phát. Xu xu. Côn. Nó giống như vậy đó, mình tìm đi. Đi quanh đây thử coi có. Anh để hỏi một bảy giờ mấy em. Anh đang hỏi cho hỏi sữa si cua thẳng đâu à? Hỏi cái chị này thì cô thấy chai hủ hủ luôn nhỏ nhỏ vậy nè. Ở đi theo chị hả? Sủi gì chị? Sủi con á. Rồi cảm ơn anh. Đây không phải rồi hả? Nè côn nè. Không phải cái chai hãy như lóc này nè, nhưng mà nó nhỏ hơn, hiểu không? Nhưng mà để chữ côn, chữ côn hay là chữ gì? Côn nè, côn này nó thấy rồi, nhưng mà cái kia kìa, loại kia kìa, không phải là này rồi. Mày mua chai không? Chai bé mà. À, nó giống như cái chai này nè, sẽ nhỏ hơn nữa. Vậy nhà mày mua ở đâu? Biết đâu. Nhà mày uống sữa nó lần nào chưa? Rồi, nó thấy rồi. Thì nó chịu rồi, đây không có rồi, lắp anh kia kiếm. Rồi giờ muốn mua cái gì mua đi. Ủa sữa này hả? Nó nè. Trời ơi. Trời ơi. Da cun mà nó kêu là xây cun. Hết nãy giờ luôn á. Quá trời luôn nè. Để coi lóc nhiêu. Có hai mấy ngàn à. Quốc lại 5 lóc đi. 5 lóc à? Dặn tôi mua 5 lóc. Nãy mày không lấy cái vỏ kia mày ấy. Da cun. Mọi người, từ sớm giờ tìm cái sữa này cũng điên luôn mọi người. Giờ cuối cùng cũng đã tìm được. Tăng sức đề kháng cơ thể. Cái này ông ta đủ quá. Xe lúc ngoài kia lên kìa. Anh. Từ nãy giặt cun. Từ nãy nó tìm được ô mà nội châu nhức nách. Kẹ xe này nè.
Ừ, lấy kia nhỏ nhỏ thôi. Đây. Đây. Đây mày, mày tắt mày chụp hình tao cái. Đây là gian hàng sữa Milo nè. Ngon quá trời đồ, ngon luôn mọi người ơi. Biết cái đó không mày? Nó kìa, nằm đứng ở đây không không lấy. Nó nằm lóc đó, lấy lại là nào lấy đi. Giờ lấy gì 46 ngàn như vậy? Lấy chơi đi nè. Không lấy. Lấy trên đây đi. Ừ. 5 lóc. Lóc nữa. Rồi. Có gì đâu. Đi giờ đi tìm vòng kiếm chứ đi đâu nè. Mua xong mà đi ra ngoài em không? Biết mà. Alo. Bên giao. Nè bên không? Giao. Đi đâu khổ, đi qua đây nè. Qua đây nè, kiếm cái đồ gì mua. Nó không biết mua cái gì luôn á, con á. Lát chắc là không ra kia mua cái ấp lưng quá. Ấp lưng mà Long Sơn bán ở đóng mà. Có đâu? Ở lưng ấy ở đây có lưng ấy đồ mày. Lưng có mua gì đâu. Đi hết một vòng rồi đó. Để bên kia kìa. Để đồ nam bên kia. Có ai gọi không nhỉ? Không có ai đâu. Gộp luôn đó. Coi coi giá nhiêu vậy? Mấy à? Này mấy ngàn hả? Mày mua hũ nào? Tao lấy hũ này luôn nè. 21 nè. Không, 21 27. Tao lấy cái này đi, có 20 nè. Rồi. Có này không? Tao mày điên hả? Thôi từ từ, tao mua chai coi đậu mày. Mua chai bự được tặng chai hả? Hả? 170 mấy ngàn á. Cái lẻ không có hả? Lẻ hả? Ừ, lẻ không có hả? Lẻ nè. Trời đụng. Cái nhỏ thôi. Tao đâu gọi cho bự đâu hết vậy. Đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Đây nè, chở cho bự không vậy? Cho bự không à mày ơi? Đây, cái nhỏ nè. Sao mấy ngàn nữa? Đây nào thơm ta? Mấy cái này là thơm, ít men thơm rồi nè. Không có rồn quá nộ. Rồi lấy chai này đi. Mẹ, mua giùm người ta lợn lóc nó không nên chụp thấy. Rồi mua gì đâu. Từ từ đi kiếm vòng vòng thôi.
Vậy. Giá 200 mấy. Có tự tiền rút mấy áo này đẹp ha. Ừ. 3 nè, áo này cũng được nè, áo thun nè đẹp nè. Nhiều. Nè, có 99 ngàn mày. Nè, chứ ngoài 139 còn 99 nè. À. Mày mua không? Không. Thấy thấy này là dày chứ. Đẹp ha. Đúng không mày? Đúng không? Ừ. Áo khoác riêng nhiêu ta? Áo khoác riêng này nhìn xấu quá. 299. Áo này cũng đẹp phải không? Ừ, đúng đẹp luôn. Má cái áo này nè. Còn coi giá coi. 299, 290. Đẹp thì giá vậy phải rồi đúng không? Nè nè. Nè 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 nè. 290. Mày có mua không? Còn mày nổi. Không tắm qua đây tôi ơi xuống dưới chồng hả mày? Ừ. Ở đây chồng á. Ơi, chào ơi. Hai cái ơi. Hai. Hello mọi người ha. À, em đang đi chuẩn bị đi về. Nó quán là ba hay chọc dưới con này. Tao xuống dưới cho làm tắm. Ừ. Ai đâu chụp. Hai thằng lách nhanh cũng xin vô mày đi đi về. Kem không? Kem không? Kem không? Ờ kẹo không kẹo không mua đi hai ly đi nè chuẩn bị mày ăn gì chọn luôn đây soda hả lấy soda kiwi đi kiwi và hai cái kiwi không. Hai em gái dễ thương. Đợi đó ấy là chút tao hỏi đưa luôn nha. Ừ, gì không? Hai em gái gì dễ thương. Cái con gấu mà cũng bịch. Con sao nó rồi. Không đâu, không đâu, tao cho hỏi này chụp. Tao nghĩ là lấy cây kem trong kết thúc clip rồi đó. Ừ. Để đi chụp hình nữa. Nói luôn đi. Hai mọi người thì hôm nay anh em mình đi quay cái siêu thị Gâu này mới ra mọi người. Khung cảnh rồi không gian rất là rộng. Và đặc biệt là bán đồ rất là nhiều. Thì cái siêu thị này Gâu này là ở Bà Rịa nha mọi người. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Hẹn mọi người trong những cái video kế tiếp. Và xin chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Xin chào mọi người.